Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em đồng đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Hôm nay mình muốn làm cái video chia sẻ với các bạn về cách làm sao để chúng ta trở thành một người làm chứng hiệu quả, và cái bí quyết nào khiến cho chúng ta có cái quyền năng để chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ lời của Đức Chúa Trời cho người chưa tin Chúa. Thì chúng ta sẽ cùng nhau quay về phân đoạn Kinh Thánh trong sách Giăng chương 4 câu 1. Thế rồi Đức Giêsu rời miền Giu-đê trở về Galilê, vì biết rằng người Pha-ri-si có nghe đồn về Ngài đã làm phép báp tem và thu phục được nhiều người hơn Giăng. Thật ra thì chính Đức Chúa Giêsu không làm phép báp tem mà là các môn đệ của Ngài làm. Ngài thấy cần phải đi con đường băng qua Samari, vậy Ngài đến một thị trấn trong miền xa Mary tên là Sikha, gần thửa đất mà xưa Jacob đã cho con là Joseph. Tại đó có cái giếng của Jacob. Vì đi đường mệt mỏi nên Đức Chúa Giêsu ngồi nghỉ bên giếng. Lúc đó khoảng giữa trưa, một thiếu phụ Samari ra múc nước. Đức Giêsu bảo: "Cho ta xin một chút nước uống." Lúc ấy các môn đệ Ngài đã vào thành phố mua thức ăn. Thiếu phụ Samari đáp: "Ông là người Do Thái, tôi là người đàn bà Samari. Sao ông lại xin tôi nước uống? Vì người Do Thái không động chạm đến những gì người Samari dùng." Đức Giêsu đáp: "Nếu chị biết tặng phẩm trời ban và biết người xin chị nước uống là ai, chắc chắn chị sẽ xin người và người sẽ cho chị nước trường sinh." Thiếu phụ tiếp lời: "Thưa ông, gầu ông không có mà giếng lại sâu, làm sao ông múc được nước trường sinh đó? Chẳng lẽ ông hơn cả tổ phụ Gia-cốp chúng tôi sao? Người để lại giếng này cho chúng tôi, chính người và con cháu đàn gia súc đều uống giếng này." Đức Giêsu đáp: "Ai uống nước này rồi cũng khát lại, nhưng uống nước ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước ta ban cho sẽ biến thành giếng nước trong người tuôn tràn sự sống vĩnh phúc." Thiếu phụ nói: "Thưa ông, xin ông cho tôi nước đó để tôi không còn khát và cũng khỏi đến đây múc nước nữa." Ngài bảo: "Chị về gọi chồng chị ra đây." Thiếu phụ thưa: "Tôi không có chồng." Ngài nói: "Bảo là không có chồng thì cũng đúng, vì chị đã có 5 đời chồng và người hiện có cũng chẳng phải là chồng. Chị đã nói thật đó." Thiếu phụ nói: "Thưa ông, tôi nhận thấy rằng ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Tổ tiên chúng tôi đã thờ phượng trên ngọn núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi để thờ phượng." Đức Giêsu đáp: "Này, chị hãy tin ta. Sắp đến lúc các người không còn thờ phượng Đức Chúa Cha trên ngọn núi này hay tại Jerusalem nữa. Các người thờ phượng đấng các người không biết, còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết, vì ơn cứu rỗi từ người Do Thái mà đến. Nhưng giờ sắp điểm và đã điểm đây rồi. Lúc những người thực tâm thờ phượng sẽ thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật, vì Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người có lòng thờ phượng như vậy. Đức Chúa Trời là linh thần, nên người thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh lẽ thật mà thờ phượng." Thôi mình xin phép chỉ đọc thế thôi, bởi vì là đọc nữa thì nó mất rất nhiều thời gian. Thì đến như vậy nó cũng là các bạn hình dung được cái câu chuyện quay trở lại rồi. Thì ở trong này cái lời văn nó hơi khác với những cái bản truyền thống của những bản khác. Và cái văn phong của cái bản dịch mới này nó cũng mang nhiều cái từ địa phương quá, cho nên là nó hơi khó hiểu. Nhưng mà chúng ta sẽ không cần quan tâm đến những cái từ khó hiểu đấy, mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai điều mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Điều thứ nhất là mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là Đức Chúa Giêsu đã làm chứng và giảng tin lành của Ngài với một người phụ nữ Samari, tức là một người không phải là người Do Thái chính gốc. Và Ngài vượt qua tất cả mọi cái định kiến xã hội, mọi cái văn hóa xã hội, mọi những cái luật lệ bình thường, hay là vượt trên cả những cái thói thường của xã hội, vượt trên cả những cái định kiến, cái văn hóa xã hội lúc bấy giờ để trao truyền tin lành cho người này. Đấy là cái điều chúng ta phải học. Và điều thứ hai mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn, học cùng các bạn, đó là làm cách nào để chúng ta cũng có được cái quyền năng như Đức Chúa Giêsu. Có được cái quyền năng như Đức Chúa Giêsu, tức là chúng ta
có quyền năng mạnh mẽ rao giảng tin lành của Chúa, rao giảng chia sẻ về lời Đức Chúa Trời mạnh mẽ như Chúa Giêsu làm. Mấu chốt là mình muốn giúp các bạn có cái bí quyết để có cái quyền năng, có cái sức mạnh có thể chia sẻ đạo tin lành của Chúa giống như Chúa đã làm với người phụ nữ này. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về cái câu chuyện này một lần nữa và cái bối cảnh cũng như là cái văn hóa xã hội lúc bấy giờ. Thì người Samari là người sống ở gần với người Do Thái về vị trí địa lý, nhưng mà người Samari bị người Do Thái ghét, bởi vì là người Do Thái là người chính gốc, còn người Samari là người lai, tức là lai giữa một người vợ Do Thái lấy một người chồng không phải là người Do Thái, hoặc là một người chồng Do Thái nhưng là lấy vợ không phải người Do Thái, đẻ ra cái dòng dõi của người Samari này. Thì người Do Thái ghét cái người Samari, cho nên là họ không giao thiệp, không sinh hoạt cùng, không buôn bán, không liên quan gì đến người Samari cả, gần như họ rất là ghét. Là và văn hóa xã hội lúc bây giờ thì người đàn bà, người phụ nữ thì đối với người nam thì cũng phải có cái khoảng cách. Người phụ nữ không được phép gần gũi, không được phép tự nhiên gần gũi với người nam, và người nam cũng không được phép gần gũi với người tự dưng lại đi gần gũi người phụ nữ. Và trong câu chuyện này, người đàn bà Samari này lại là một người phụ nữ có cái vấn đề tội lỗi về mặt hôn nhân, tội lỗi về mặt hôn nhân. Thì Đức Chúa Giêsu đã vứt bỏ qua tất cả những cái địa vị Chúa là Chúa hay Chúa là dòng dõi người Do Thái. Chúa cũng vứt bỏ qua địa vị là Chúa đang là người đàn ông không ngại tiếp cận với một người phụ nữ vào lúc giữa trưa, là lúc không có ai cả. Và thực ra thì cái người phụ nữ Samari này họ biết họ là người tội lỗi, là người mang nhiều sự xấu hổ, cho nên là đi lấy nước về uống, lấy nước về dùng cũng phải đi cái tầm vào giữa trưa để tránh gặp mọi người, vì ngại gặp mọi người. Nó thật ra là như vậy. Và chính Đức Giêsu thì cũng không quan tâm với cái việc đấy lắm. Chúa chỉ cần biết là Chúa muốn giao truyền tin lành như người này, và Chúa đến tiếp cận người này. Thực ra thì cái lúc này có thể Kinh Thánh đã chép nó như là một sự tình cờ. Tình cờ là gì? Bởi vì lúc này là Chúa mệt đến giữa trưa rồi, nắng, ngài đi và ngài mệt và ngài khát nước và ngài ngồi bên giếng nước. Thì đúng lúc này thì người phụ nữ Samari, có thể đây là một tình cờ, nhưng lòng tin rằng đây là một sự sắp đặt, và đây là cái ý muốn mà Đức Chúa Trời đã cố tình sắp đặt để cho Chúa Giêsu gặp người phụ nữ này. Đây là theo mình tin là như vậy. Còn về mặt Kinh Thánh văn tự đã chép rằng là Chúa khát nước và Chúa dừng lại đúng lúc giữa trưa, thì người phụ nữ này đi ra múc nước. Vì người phụ nữ này cũng phải trốn tránh những người khác, không ngại gặp mọi người, nên mới đi tầm giữa trưa để lấy nước. Bây giờ thì cái việc mà chúng ta hiểu cái bối cảnh này nó rất là quan trọng. Dẫu thường như người phụ nữ Samari này đối đáp với Chúa Giêsu đấy, thì dẫu thường là bình thường là một người Do Thái đấy thì không giao tiếp, không giao thiệp, thường là họ ghét nhau nên họ không giao thiệp với nhau. Thì trong khi đó là người đàn bà này lại nói là sao ông lại xin. Thực ra cái từ xin này nó rất là hay. Khi mà bạn phải cần xin ai đó một cái gì đó thì có nghĩa là bạn đang rất cần điều đó. Bạn đang cảm thấy mình rất là thấp kém và mình đang rất là cần cái điều. Mình bạn xin ăn hay là xin uống hay là nhờ vả một cái gì đó, là các bạn đang gặp một cái tình cảnh nó đang rất là thiếu thốn này, là hay là lúc đó đang là rất là khát nước rồi. Lúc này thể hiện như Chúa rất là khát nước rồi thì Chúa mới xin người phụ nữ. Nó thể hiện là nhưng mà thực ra Chúa lại dùng cái cách xin người phụ nữ này để giao truyền tin này. Và bà cũng nói thêm một cái việc là vì người Do Thái là không đụng chạm đến những gì người Samari dùng. Trong các bản dịch khác thì nói chung là một người Do Thái thì thường không giao thiệp với người Samari, hoặc là người Do Thái thì thường xa lánh người Samari. Đấy là cái văn hóa lúc đó. Và Chúa Giêsu không quan tâm đến điều đó, mà Chúa Giêsu có lẽ là xin nước chỉ để bắt chuyện mà thôi. Và Chúa nói là nếu như chị biết người xin nước là ai thì chắc chắn chị sẽ xin người ban cho nước hằng sống, nước trường sinh, hay là nước hằng sống. Thực ra dịch cái từ trường sinh này nó mang cái tính chất hơi đạo Phật một tí, nó mang cái tính chất là Hán Việt, Hán Nôm, thì nó không được thuần Việt. Ta sẽ cảm giác nó hơi cái văn hóa Trung Quốc ở trong cái từ trường sinh này, nhưng ý là đây sẽ là từ hằng sống thì sẽ hợp lý hơn, nó sẽ quen thuộc với chúng ta hơn.
Trường sinh với hàng sống thì cũng giống nhau, hay là nước sự sống, tức là sự sống.